có kẻ đã leo lên ngôi cao, chìm đắm trong quyền thế, nhưng cũng có kẻ lựa chọn. Lén nhà lén lút đi trai từng phút quy tiêu cục, không để còn đổ quan cho ngươi hay sao? Hả? Hẹn như không phải nhờ. Thì tại sao nhìn thấy ta lại bỏ chạy? Không để thân phận tội giác của ta đã bị lộ sao? Giận kia.
coi lời ta nói. Vì gió thoảng bên tai à? Không phải, anh Lưu Ly tỉ tỉ, hãy nghe ta giải thích. Đừng nhiều lời nữa.